Thưa quý vị và các bạn, trong suốt chặng đường hơn 30 km, đoàn xe đưa linh cữu đại tướng qua các tuyến phố Hà Nội để tới sân bay Nội Bài. Hàng chục vạn người dân thủ đô và cả nước đã chờ đợi từ rất lâu để tiễn đưa vị tướng thân yêu của mình lần cuối. Một ngày thu của 59 năm về trước, vị Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng đoàn quân áo còn nồng khói súng Điện Biên chiến thắng tiến về Hà Nội trong niềm vui hân hoan chào đón của biển người. Và hôm nay cũng lại là một ngày mùa thu nắng đẹp, người Hà Nội lặng lẽ từ biệt ông mãi mãi. Từ lúc trời còn chạng vạng, cùng với các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, đã có rất đông người dân tới khu vực bên ngoài nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông. Cho đến 6 giờ sáng, tức là phải một tiếng nữa lễ truy điệu mới được cử hành, dòng người đã rất đông đúc. Nhà tôi gần ngay đây, nhưng mà đêm hôm qua tôi không ngủ được, các cháu tôi cũng không ngủ được, đòi đi tiễn chân cụ Giáp. Có cụ Giáp mới có ngày nay, tất cả nước Việt Nam mình mới được yên ổn như thế này. Ngày Bác Giáp mất đi rồi thì đấy là một niềm mất mát to lớn của nhân dân ta, nhưng tôi nghĩ rằng Bác vẫn tiếp tục cùng với nhân dân phụ đồ chỉ nhân dân ta để mà xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh hơn. Không chỉ có người Hà Nội, hôm nay rất đông đồng bào từ tỉnh xa đến tiễn biệt đại tướng. Dù cao niên hay trẻ tuổi, dù đã từng trải qua những năm tháng chiến tranh hay chưa, với họ, Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn là những người con vĩ đại, đáng kính nhất của dân tộc. Với cái tấm ảnh chân dung của đại tướng, cô muốn nói nên là cái tình cảm thật sâu tận trong đáy lòng mình để biết ơn người là vị đại tướng của lòng dân, và cũng là để muốn để đến đây để tiễn biệt người đến cõi vĩnh hằng. Dòng xe chậm chậm đi qua các tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, Tràng Tiền, Tràng Thi, những con đường trung tâm thương mại của thủ đô bình thường sầm uất là thế, hôm nay cũng lặng đi trong niềm đau chung. Đất nước các bạn thật đáng tự hào vì đã có một vị tướng kiệt xuất như ông Võ Nguyên Giáp. Chúng tôi xin chia sẻ mất mát to lớn này với dân tộc Việt Nam. Cho phép tôi được bày tỏ lòng kính trọng đối với vị tướng của Việt Nam, người đã làm nên một mốc son trên bản đồ lịch sử quân sự thế giới. Vẫn biết ngày này rồi sẽ phải tới, mà sao tim ai cũng nhói đau. Trên đường Hoàng Diệu vẫn là những dòng lặng lẽ người nối dài như suốt cả tuần qua, nhưng không phải chờ đợi vào viếng, mà họ chờ giây phút ông ghé về căn nhà này lần cuối trước khi vĩnh viễn đi xa. Ngày hôm nay là ngày đại tướng ra đi, chúng tôi là người lính của đại tướng, chúng tôi rất là xúc động và luôn luôn là nhớ đến công lao của đại tướng. Khi mà đến đây thấy sự tập trung đông đảo của tất cả mọi người thì tôi cảm thấy rất là xúc động trước tình cảm của nhân dân cả nước dành cho đại tướng Võ Nguyên Giáp. Và bản thân tôi thì cũng muốn đến đây để thể hiện cái sự tri ân sâu sắc của cá nhân mình đối với vị đại tướng vĩ đại của dân tộc. Từ khoảnh khắc 18 giờ 9 phút ngày 4 tháng 10, biết bao người Hà Nội đã rơi lệ, tiếc thương cho một con người được suy tôn là đại tướng của nhân dân, một người anh hùng vô cùng giản dị và gần gũi. Công lao của ông đối với Tổ quốc chắc hẳn sử sách đã và sẽ ghi lại đầy đủ. Còn tình cảm yêu thương của ông đối với đồng bào, chiến sĩ cả nước chắc hẳn sẽ mãi ghi trong lòng dân. Ngày tôi xin bình biệt với đại tướng, với người anh cả, người chỉ huy vĩ đại của quân đội và của đơn vị chúng tôi, xin chân thành vĩnh biệt. Hôm nay trời Hà Nội nắng đẹp tiễn ông về đất mẹ. Hôm nay người Hà Nội yên lặng chia tay một con người ưu tú đã gắn bó với thủ đô gần 6 thập niên về quê xa. Dù trong ngôi nhà 30 Hoàng Diệu không còn bóng dáng của một ông lão hiền hậu tóc bạc phơ, thì trong trái tim mỗi người Hà Nội, mỗi người con đất Việt luôn dành vị trí trang trọng cho người. Xin vĩnh biệt đại tướng.